Bà nghi can điều hành trong đường dây tín dụng đen, cho vay với lãi suất từ 300 đến 360%, năm bị công an TP. Đồng Xoài, Bình Phước tạm giữ hình sự, ngày 14 tháng 9, công an TP, Đồng Xoài đang tạm giữ hình sự 3 nghi can Nguyễn Văn Thiệu, 28 tuổi, Nguyễn Minh Hiếu, 19 tuổi, cùng chú Hà Nam, và Đỗ Duy Bảy, 25 tuổi, chú Gia Lai, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Lãi suất các nghi can này cho vay lên đến 360% năm. Sau nhiều ngày theo dõi, đội cảnh sát hình sự công an TP Đồng Xoài bắt quả tang Thiệu, Hiếu và Bảy tại nhà nghỉ Hồng Gấm TP Đồng Xoài đang sử dụng một phần mềm trên Internet để nhập quản lý hoạt động cho vay tiền cùng nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Tại thời điểm kiểm tra, trên màn hình máy tính của các nghi can có danh sách hơn 500 lượt người vay tiền. Tổng số tiền gốc cho vay hơn 7 tỷ đồng, số tiền thu về là gần 10 tỷ đồng, tiền thu lời bất chính trên 2 tỷ đồng. Hình thức cho vay của các nghi can này là không cần thế chấp hay tín chấp, chỉ cần biết chỗ ở, nơi kinh doanh của người vay và mang tiền đến tận nơi khi người vay có nhu cầu. Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận thuê nhà nghỉ Hồng Gấm để điều hành hoạt động của đường dây cho vay tiền. Nhóm này hoạt động từ tháng 11 năm 2019 đến nay, trong đó, Nguyễn Văn Thiệu là người làm chủ, bỏ tiền ra cho vay. Thiệu thuê Hiếu và Bảy làm việc cho mình, lãi suất cho vay của nhóm này từ 300% đến 360% năm.